nhóm người lạ phát đồ uống cho học sinh Hà Nội, nhà trường cảnh báo. Mới đây, một số học sinh trường Trung học cơ sở Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội đã nhận các gói trà đào trân châu không rõ nguồn gốc từ các đối tượng lạ mặt phía ngoài cổng trường. Sau khi số học sinh này nhận và pha uống, có một em xuất hiện triệu chứng đau bụng. Được biết, các em học sinh đã được những người lạ mặt phát trên đường đến trường. Đại diện nhà trường cho biết, dù chưa chắc chắn nguyên nhân đau bụng của học sinh do loại đồ uống này, nhưng với những loại đồ ăn, thức uống lạ, các em rất cần cảnh giác. Vì vậy, chúng tôi đã yêu cầu các giáo viên thông báo học sinh không được sử dụng và thu hồi. Vấn đề này rất nguy hiểm khi các sản phẩm phát cho học sinh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không rõ mục đích, tung tích của người phát và tiềm ẩn vấn đề ngộ độc thực phẩm. Nhà trường đã thông báo tới các giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh các lớp không nhận bất cứ các món quà, các sản phẩm từ người lạ phát tặng. Theo chia sẻ của nhiều phụ huynh, tình trạng này cũng diễn ra ở một số trường học khác tại Hà Nội. Các phụ huynh lo ngại các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như cận hoặc quá hạn sử dụng khi đến tay con em mình, ảnh hưởng sức khỏe.